Hiền chấm này luôn nha Hiền, chấm này trước đi. Dạ. Đây, mời mọi người nha, Hiền chấm. Bưng đi, bưng đi. Mời mọi người ăn ốc vòi voi nha. Mời mọi người nha. Mai xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại với kênh của Mai nha. Bé Hiền đang cầm ở đây là mọi người biết con này là con gì không? Con này là con ốc vòi voi nha. Ốc này là Mai vừa mới đặt ở trên thành phố, Mai đặt từ hôm qua rồi, vừa mới về tới luôn, cho nên là tranh thủ hai, bây giờ là buổi chiều mọi người, cho nên là hai chị em Mai tranh thủ một lát thì con ốc này là chắc Mai nghĩ là Mai sẽ đem đi trụng nước sôi, xong đó tái bắt đầu mình chấm với nước sốt ha. Đây là lần đầu tiên Mai thử cái ăn cái con ốc này luôn mọi người. Tối giờ là Mai cũng chưa có bao giờ Mai được ăn qua đâu. Hôm nay thì da mặt của Mai á mọi người, do là Mai mới vừa đi lấy nhân mụn về, da mặt của Mai thì có hơi mụn ẩn bên trong, cho nên là Mai đi cho người ta nặng hết mụn, cho nên là mọi người nhìn hôm nay là nó sẽ nhìn đỏ đỏ với lại nhiều nốt mụn hơn đúng không? Thôi bây giờ thì Mai với bé Hiền tranh thủ đi vô trong nhà, bắt đầu hai chị em sẽ sơ chế cái con ốc này như thế nào ha. Mọi người xem mấy con ốc này nè. Sau khi bắt đầu là Mai lấy ra là nó chảy nước quá trời luôn. Bây giờ là bắt đầu là Mai với bé Hiền đem vô, sau đó bắt đầu là sẽ chà sạch hết những cái con ốc này ha, vỏ ngoài của con ốc này. Bắt đầu là hai chị em Mai sẽ đem đi trụng nước sôi qua tầm 5 phút. Mai cũng có xem trên mạng qua rồi mọi người, cho mình nên bây giờ bắt đầu mình đem đi trụng nước sôi ha. Hiền bưng lên Hiền. Nặng không? Dạ nặng. 4 con ốc này là một con là 1,5 kg á mọi người, rất là to luôn. Cho nên là bé Hiền bưng 4 con này là 1,5 kg. Con này là 3 kg, 6 kg. Rồi đi vô Hiền. Bây giờ là đi vô bắt đầu mình sơ chế nó ha. Trời hôm nay thì rất là đẹp luôn mọi người. Mát mẻ nè, không có nắng. Bây giờ đang bây giờ là buổi chiều. Bây giờ là bắt đầu Mai sẽ bỏ những cái con ốc vòi voi này vô trong nước, thao nước, bắt đầu mình sẽ chà sạch hết ha. Cái này mọi người nhìn vô đừng có nghĩ bậy nha. Con ốc này Mai mua tận là 1,5 kg luôn á, rất là nặng luôn. Người ta lấy cái thùng này người ta buộc hai bên này nè. Giờ mình gỡ ra, mình bỏ vô, bắt đầu mình sẽ chà sạch ha. Con ốc này là thường thường là Mai thấy là người ta sẽ ăn cái vòi này. Cái vòi này ăn khi mình trụng nước sôi qua nó sẽ ăn được một khúc vòi đây nha. Còn bên trong này nó rất là dơ, mình phải đem đi sơ chế sạch bên trong, bắt đầu mình xào với hình như là với bơ tỏi hay gì á. Thì Mai sẽ chà sạch cái phần ngoài này cho con ốc. Cái nắp vỏ hai bên mọi người nhìn giống cái gì không? Giống như là cái vỏ chim chép ha. Giống như y chóc cái vỏ chim chép luôn. Chà sạch đó. Một lát bắt đầu là trụng nước sôi sơ qua. Cái đầu này nè, khi mình ăn là mình cũng phải lấy kéo á mọi người, mình cắt một khúc đầu này đi, tại vì cái đầu này nó rất là dơ. Mai thấy là trên ai ăn cũng vậy hết, mình phải cắt cái đầu này đi. Mấy con ốc thì Mai cũng đã chà sạch xong hết rồi. Bây giờ là tiếp theo là mình sẽ bỏ xuống dưới thao. Bắt đầu Mai sẽ trụng qua nước sôi ha. Nước sôi này Mai cũng vừa mới nấu luôn. Đây, bắt đầu giờ mình sẽ trụng nước sôi. Mọi người thấy khi Mai trụng nước sôi không? Nó nhả những cái phần nước nó hút đồ bên trong mọi người. Nó hút rồi bấy lâu nay, bây giờ này thì nó sẽ nhả ra. Giờ mình trụng cho cái phần dưới này nó dễ lột ha. Đây, sau khi trụng bắt đầu nè, một lát mình sẽ lột được đi với lớp vỏ đó đi. Sau khi Mai trụng nước sôi được tầm 2-3 phút thôi mọi người, bắt đầu là nó sẽ bung những cái này ra nè. Một lát mình sẽ lột ra nha. Đó, mọi người thấy không? Cái này người ta kêu là, mọi người biết gì không? Kêu là vớ chân nha. Mọi người đừng có suy nghĩ tùm lum nha, này là vớ chân nha. Bây giờ là tiếp theo là Mai sẽ trụng cho cái con này. Cái con này Mai thấy nó chưa có được hay gì nè. Để Mai coi coi nó được chưa. À được luôn rồi. Vậy là chắc không cần thêm một nồi nước sôi nữa đâu. Như vậy là được ha. Bây giờ Mai đem lên cùng mọi người ăn ha. Ở đây hình như là nó, cái bọc này là bọc nước nè. Đây, lột cho nó đi.
Đây là bốn con ốc vòi voi mà Mai đã sơ chế và trụng nước sôi qua sạch sẽ hết rồi. Bây giờ là Mai với bé Hiền mời mọi người ăn ốc vòi voi nha. Mọi người Mai cấm mọi người nghĩ bậy nha. Đây, cấm mọi người nghĩ bậy nha mọi người ơi. Cái này là giống như cái vòi của con voi vậy mọi người, cấm nghĩ bậy nha. Bây giờ là Mai một con này là Mai mua với giá là 1,5 kg. Mấy trăm á, 500 mấy hay gì á mà con Mai còn không nhớ rõ nữa. Bây giờ thôi, do là đường sau lưng nhà Mai mọi người, nhà bác hàng xóm đang cưa cây á, cho nên là nó hơi ồn, mọi người thông cảm ha. Hiền biết không, để chị Mai lột. Hiền cầm con lên đi, cầm con nào. Mọi người một con nha. Đây, giờ mình sẽ lột cái vớ chân nữa ra nha. Đây, đó, mình kéo nè Hiền, đã không? Mọi người nhìn nè, trời ơi, nó dài. Chị Mai chắc em cũng kéo theo chị. Kéo hả? Kéo đây, kéo ra đi. Rồi, cái này người ta kêu là cái vớ chân đó mọi người. Mình kéo lên khúc này là bắt đầu mình lột đất này Hiền đó. Trời ơi, đã. Y chút cái vớ chân luôn nha, trời ơi nè. Đây, rất là dài luôn, dài ha. Dạ. Để thòn luôn nha. Hai cái vớ này để qua sang góc đi Hiền. Để này. Bây giờ là mình sẽ cắt cái đầu này nè mọi người. Cắt cái đầu này dục nha. Do là cái đầu này sẽ không có ăn được đâu. Mày sẽ cắt cái đầu này dục. Cắt để qua đây. Hiền cắt. Đây, đây chị Mai cắt cho. Đó. Nước giờ quá mình trời luôn rồi. mình nghiêng xuống đây, nghiêng xuống cho nó chảy nước đây nè. Rồi nước. Quá trời nước luôn mọi người. Bóp cho nó ra bớt nước đây. Rồi. Ôi. Mai tưởng chưa hết nước mọi người. Bóp nó còn ra quá trời nước luôn à. Bây giờ thì Mai sẽ chấm với nước mắm chua ngọt trước nha. Đây. Đây là nước mắm chua ngọt, nước mắm me nè. Hiền chấm này luôn nha Hiền, chấm này trước đi. Đây, mời mọi người nha, Hiền chấm. Bưng đi, bưng đi. Mời mọi người ăn ốc vòi voi nha. Mời mọi người nha. Xong 1 phút 30 giây là Mai với bé Hiền cắn vô cái con ốc này nè mọi người. Mai nói thiệt luôn, sự luôn. Hai chị em Mai vừa cắn vô cái con ốc này thôi mà nó tanh, trời ơi, không thể nào diễn tả nổi luôn mọi người. Nó tanh, tanh Hiền. Tanh là sao? Tanh vô cắn là muốn mình ăn thứ gì mình ói ra hết luôn. Mai nói thiệt sự luôn, Hiền nó cắn vô mà tanh quá tanh luôn, không nuốt nổi luôn, nhả hết ra luôn mà. Xong cái hai chị em Mai đem vô trong cắt những cái đầu của cái ốc vòi voi này nè. Sau đó bắt đầu là hai chị em Mai xào với bơ tỏi nha. Bây giờ là sẽ ăn lại với bơ tỏi chứ không thể nào ăn sống nổi mọi người, vì nó rất là tanh. Tanh mà không thể nào mà tả nổi luôn. Tanh giống như là mùi nước biển mà mùi cá sống vậy á mọi người. Đúng thật sự luôn á. Hiền gấp Hiền. Giờ mời mọi người ăn ốc xào bơ tỏi nha, ốc vòi voi xào bơ tỏi. Chấm Hiền. Mời mọi người nha. Đây, mời mọi người nha. Đúng là chế biến xong rồi nó ngon thiệt. Đúng không? Mới đầu ăn vô. Tân ơi, hai chị em Mai vừa cắn vô là nhả ra liền luôn. Cái ốc này nè. Ai mà kiểu như ăn tanh, ăn sống được mọi người, là ăn sống nó rất là giòn. Nhưng mà có cái là nó mặn lắm mọi người. Ăn đi Hiền, các bạn dạ. Đi. Có cái nó mặn lắm nha. Có dưa leo. Sau khi Mai chế biến xong mọi người là ăn nó rất là dai luôn, dai cực kỳ luôn. Tại sao người ta lại gọi nó là ốc vòi voi? Tại vì nó có hai cái loại rồi mọi người, giống như cái vòi của con voi á. Nó dai, giòn, giòn. Quên, có mắm nữa.
mình chấm ăn với mắm thử xem ngon. Đây là chén mắm nè, mắm này là mắm Thái nha. Ngon vậy? Ngon, cũng được. Thứ này chấm với mắm ăn cũng ngon mà, chế biến xong mới ăn được. Thật sự mà kêu mà hai chị em ai trụng nước sôi giống như hồi nãy vậy ăn á, xin thua luôn mọi người, không thể nào ăn nổi. Không, cái chỗ em cắn vô em nhai không ạ, cái tên em ói ra luôn. Hai chị em mình ói ra luôn chứ. Tính là thấy Mai thấy ở trên YouTube á, nhiều anh chị cũng ăn kiểu như là trụng nước sôi quá mọi người. Mai cũng xem nhiều clip rồi, Mai thấy là trụng nước sôi ăn, Mai thấy ăn rất là giòn và ngon nữa. Mai anh chị đã ăn quen rồi. Đúng rồi, Mai cũng học theo luôn. Trời ơi, vừa cắn vô là ói ra liền. Sau khi chế biến lên là nó ngon nhiều hơn, rất là ngon luôn. Mà thấy rồi, hình như là người ta đem cái phần dưới này nè, người ta đem đi nấu súp á, này nhờ, hiện thấy sau khi chị cắt ra giống cái gì, giống chim chép đúng không? Dạ, giống chim chép bự á ha. Hiền là người mò chim chép giỏi nhất. Lần đầu tiên Mai quay video với bé Hiền là đi mò chim chép, Hiền mò giỏi lắm nha. Này mà mình bỏ nhiều bơ chút xíu nữa hơi ngon ha. Dạ. Mình ăn với dưa leo thì nó đỡ ngán không? Dạ. Qua làm gì ngồi kế bên, kế bên Hiền luôn. Nhưng mà lúc kìa em nhai nó rất là dài, cắn không đứt luôn á. Dài mà nó có 2-3 lớp luôn á. Ngày mà biết hồi nãy bỏ thêm nhiều bơ nữa mọi người, ăn nó rất là thơm. Bỏ nhiều bơ thì nó ăn thơm á. Rớt bánh mì vào. Giòn, dai. Giòn, dai rất là ngon. Hai chị em không biết gì hết á, lần đầu tiên ăn ốc. Sung sung mọi người, cầm nguyên con, cắn mở miệng, kéo cái bến đó là xong cái cắn liền luôn. Trời ơi, cắn xong mà Hiền nó kêu chị Mai ơi, tắt liền đi chị Mai, đừng có quay nữa. Tanh quá em ăn không có nổi. Thật sự luôn, Mai cũng ăn không nổi luôn rồi, cắn vô là tanh lắm. Nó tanh, rất là tanh, tanh mà không tả nổi luôn. Ở trước mặt Mai á là cái đường, một cái đám ruộng với lại cái đường đi vô nhà tao người, cho nên là xe cộ chạy qua hơi lại nhiều. Đây mọi người, đây mọi người biết, đây để Mai kể cái câu chuyện cái mẹt nhỏ này cho mọi người coi nè. Mai đặt trên Lazada mọi người, Mai mua cái mẹt này, Mai tưởng là nó bự giống mẹ à. Bắt đầu Mai mua về, Mai nói là mua về nhà để khi nào mà quay clip á mọi người, có một cái mẹt cây vậy mình để lên trưng bày nó đẹp, với lại là nhìn nó đẹp ngon, ăn ngon miệng hơn. Khi mua về là ai ngờ là gửi một cái mẹt mini vậy nè. Trời ơi, giống như là mình ăn cơm, ăn cái gì ta, ăn bò bít tết vậy mọi người. Đó, nó có hai cây vậy nè, đó giống như mình ăn bò bít tết vậy luôn á. Nó nhỏ, nó hơi nhỏ thôi. Đây có trái cà chua nè, ăn cà chua không mẹ? Dạ ăn. Ăn cà chua nó đẹp da. Dạ. Cà chua mà cắt nhỏ nhỏ nó ăn ngon lắm. Cắn nguyên trái luôn. Rất.
chấm với nước mắm nó hợp hơn. Chấm với mắm là mình để dành chấm gì mọi người biết không? Trứng gà sốt nè, mực nè, rồi tôm sốt thái nè, bún mắm nè, có gì ta, lỏ mắm được không? Được luôn. Rồi rau củ luộc đó mọi người, rau củ này kia mình luộc lên bắt đầu mình chấm, ngon lắm. Cái này mình đem vô, mà đem vô nhà bắt đầu là ma sẽ tách hết những cái vỏ ra, sau đó sơ chế bữa nào nấu súp ăn. Dạ. Nấu súp ăn rất là ngon. Thì nãy là mày cắn vô mày tưởng là chắc không ăn nổi, tanh quá dục thôi. Ai ngờ đâu suy nghĩ ra một cái là nhanh chóng đi mua hũ bơ về làm sốt bơ tỏi liền luôn. Làm với bơ tỏi, ăn hết luôn. Ăn hết luôn 4 cái giòi luôn mọi người. Nó rất là ngon. Ôi mà sao kỳ ta. Cái giòi khi nãy là nó rất là to. To như vậy rồi mọi người. Mà sau khi mai xào xong là nó teo còn nhỏ như vậy nè. Nãy giờ ăn mới để ý luôn á. Ha. Ăn nãy giờ mới để ý luôn. Nhưng mà có một cái giòi nó to nè chị. Con cái con này to nè. Cái đó hình như là cái khúc trong á. Ăn sắp hết là mới để ý luôn mọi người. Nó nhỏ. Chắc bây giờ thì Mai với bé Hiền cũng kết thúc rồi đi. Hiền, còn miếng nè. Ăn hết luôn đi. Dạ. Hai chị em Mai sơ chế xong là ăn sạch luôn mọi người. 4 cái giò ăn hết luôn á. Còn mà để nguyên con hồi nãy, khi nãy mà nó để nguyên con bắt đầu mình cạp á, trời xin thô luôn, không bao giờ mà ăn nổi. Chắc bây giờ Mai cũng sẽ tạm dừng clip tại đây ha. Hôm nay là sơ chế cái món ốc vòi vòi và xào với bơ tỏi xuất sắc luôn mọi người. Còn mà ăn sống thì thôi không ăn nổi rồi. Nếu mọi người yêu mến hai chị em Mai, đây là mà đây cũng là lần đầu hai chị em Mai ăn ốc này luôn mọi người, cho nên không biết là mình làm cách nào để cho nó sạch ăn với lại là không bị tanh rồi ngấm mùi muối mặn mọi người, cho nên là hai chị em Mai ăn kiểu đó mọi người thông cảm ha. Bây giờ Mai với bé Hiền sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người yêu mến hai chị em Mai cho Mai xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ cho Mai với bé Hiền nha. Hai chị em Mai chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.